Trong ngày, những vũ công xứ Tango phải nhờ đến các khoảnh khắc để giữ quyền tự quyết đi tiếp. Màn trình diễn của Lionel Messi chính là điệu nhảy gây mê hoặc biết bao con tim yêu mến anh và giúp Argentina tạm vượt qua khủng hoảng. Đội bóng của Lionel Scaloni cần một khoảnh khắc xuất chúng của Messi để chút bỏ mọi gánh nặng đeo đẳng họ từ đầu giải đấu đến thời điểm hiện tại. Messi cuối cùng đã làm được, bước vào World Cup với thành tích 36 trận bất bại cùng tư cách ứng viên số 2 cho chức vô địch. Nhưng cho tới lúc này, nhiều người có lẽ đã đặt ra câu hỏi, Argentina có gì ngoài Lionel Messi? Hình ảnh đặc trưng nhất cho sự bế tắc một cách toàn diện của Argentina đến ở phút thứ 57 của trận đấu, với một loạt quyết định xử lý không mang lại hiệu quả của đội bóng này. Angel Di Maria nhận bóng ở sát hành lang cánh phải, vượt qua được một hậu vệ đối thủ, nhưng không thể đưa bóng vào vòng cấm địa của đối phương và buộc phải đưa trái bóng quay trở lại Rodrigo De Paul, người cũng nhanh chóng thực hiện đường truyền cho Messi. Khi số 10 của Argentina nhận bóng, hậu vệ biên trái Marcos Acuña có một chuỗi quyết định di chuyển thiếu dứt khoát. Đầu tiên, Acuña quyết định bó vào khu vực trung lộ thay vì giãn biên. Đã có sự lưỡng lự từ hậu vệ mang áo số 8 này khi ở một khoảnh khắc nhất định, Acuña muốn tăng tốc để nhận đường truyền từ tuyến tiền vệ. Nhưng cuối cùng, quyết định của cầu thủ này là giữ vị trí ở giữa sân để nhận đường truyền từ Guido Rodriguez. Acuña sau đó trở lại với vị trí ngoài hành lang cánh quen thuộc của mình, trong khi bóng cũng trở lại với đôi chân quen thuộc của Lionel Messi. Acuña lấy đà, Messi truyền bóng, nhưng cuối cùng thì Acuña không di chuyển. Phong độ đỉnh cao của Messi tại Paris Saint-Germain nửa đầu mùa giải này có sự trợ giúp đáng ghi nhận từ khả năng di chuyển đón những đường chọc khe của Kylian Mbappe hay Nuno Mendes. Tại World Cup cho đến lúc này, những đường bóng như thế vẫn chưa xuất hiện. Vấn đề của Argentina không khác là bao so với những gì họ đã thể hiện trong hiệp 2 trận đấu trước Ả Rập Xê Út, khi trong tay Scaloni có quá ít lựa chọn tấn công theo chiều sâu từ hai hành lang cánh. Acuña không cho thấy chất lượng tốt hơn Tagliafico ở trận đấu trước. Còn ở biên đối diện, Angel Di Maria không thể liên tục vượt qua tới hai hoặc ba cầu thủ đối phương từ hành lang cánh phải. Trên thực tế, ông Scaloni đã có hơn một lần đưa ra các điều chỉnh cho các học trò trên sân về cấu trúc đội hình. Argentina đã sử dụng ít nhất 3 cách bố trí nhân sự khác nhau ở khu vực trung lộ để kiểm soát bóng trước áp lực từ 1/3 giữa sân của Mexico khi đội bóng này quyết định lựa chọn sơ đồ 5-3-2. Nhưng ở mỗi cách bố trí của ông Scaloni thì Acuña và Di Maria vẫn là những người làm nhiệm vụ chơi cao bám biên, vì thế hiệu quả gần như không có gì thay đổi. Trước khi Messi tung ra cú dứt điểm đẳng cấp và đầy quyết đoán của mình ở phút thi đấu thứ 64 của trận đấu, Argentina đã không tạo ra được bất cứ một pha dứt điểm nào từ các tình huống bóng sống. Thật may cho họ, ở khoảnh khắc Mexico không còn duy trì được áp lực từ 1/3 giữa sân và lùi về 1/3 sân nhà trong trạng thái phòng ngự, thì những khoảng trống ngay trước vòng 16m50 đã xuất hiện trong một khoảnh khắc mang đậm tính cứu rỗi của Lionel Messi. Sau hai trận đấu, có lẽ bất cứ đối thủ nào cũng đã tìm ra công thức để bắt bài Argentina của Scaloni. Khả năng áp đặt khu vực trung tuyến đã từng được xem là một điểm đặc trưng của Messi và các đồng đội. Song, khi các đối thủ thu hẹp không gian ở giữa sân một cách cực đoan, ngay khi các tiền vệ trụ của Argentina nhận bóng, thì cả Rodrigo De Paul, Alexis McAllister đều lúng túng ở các lựa chọn xử lý của mình. Nhìn rộng hơn, Argentina thiếu đi những phương án tấn công chất lượng từ các cầu thủ chơi tấn công ở hai hành lang cánh. Di Maria, cái tên đáng tin tưởng nhất trong tay của ông Scaloni vào lúc này, đang phải đảm nhiệm vai trò xuyên phá ở một tần suất quá lớn. Trong khi đó, cả bốn hậu vệ biên đều đã được chiến lược gia 44 tuổi sử dụng và không mang đến hiệu quả trong khâu tấn công. Cũng trong một thế trận gần như tương tự như trận đấu giữa Argentina và Mexico, cũng với tầm ảnh hưởng lớn của một số 10, Brazil đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Serbia với sự khác biệt đến từ những cầu thủ tấn công biên như là Rafinha hay Vinicius Junior. Argentina có gì ngoài Lionel Messi? Chắc chắn là một câu hỏi hóc búa với Lionel Scaloni ngay vào thời điểm hiện tại. Họ vẫn chưa chắc chắn giành quyền vượt qua vòng đấu bảng. Và nên nhớ, thử thách phía trước Messi và các đồng đội sẽ tiếp tục là hệ thống 5-3-2 đến từ các cầu thủ Ba Lan.